Ngày 19 tháng 7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, trong những ngày qua, khu vực ven biển của tỉnh Bình Thuận bị ảnh hưởng bởi trường gió Tây Nam có cường độ mạnh, đã khiến sóng biển dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng nhiều khu vực bờ biển. Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng to kết hợp triều cường đã khiến hơn 500 mét khu vực bờ biển thuộc khu phố C, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại đã có một căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều căn nhà khác bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Cũng tại thành phố Phan Thiết, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, gió mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã gây sạt lở bờ biển, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân tại các khu phố 10, 11, 12 thuộc phường Mũi Né. Theo thống kê ban đầu, khoảng 30 hộ dân sống tại các khu vực sạt lở đang bị ảnh hưởng. Nhiều nhà dân hiện đã bị nước biển xâm thực gần tới nhà. Trong đó, chiều dài bờ biển bị xâm thực đang ngày một lan rộng, đặc biệt tại khu phố 11 và 12, bờ biển có nguy cơ sạt lở dài khoảng 300 mét. Nhằm khắc phục hậu quả, trước mắt lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức đóng cọc và dùng khoảng 1.500 bao cát để gia cố tạm thời khu vực sạt lở.